Ngay từ ban đầu, Trương Bửu Diệp Foundation được sự dẫn dắt của Đức ông Phạm Quốc Tuấn, hiện là cha sở nhà thờ Thánh Linh, và cha cố Đinh Ngọc Quế, dòng Chúa Cứu Thế. Các anh chị em chung tấm lòng mộ mến cha Diệp đều có cùng ý nguyện tiếp nối con đường của nhóm những người con cha Diệp, là vinh danh cha Diệp qua việc tiếp tục đứng ra tổ chức các lễ dỗ hàng năm cho cha. Đặc biệt, khi án tuyên thánh cho cha Diệp được chính thức mở ra vào tháng 8 năm 2011, các anh chị em trong hội ý thức được vai trò của mình trong việc góp phần vào hồ sơ xin tuyên thánh cho cha Diệp bằng cách: thứ nhất, kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn thế giới ủng hộ sự tuyên thánh cho cha Diệp qua việc ký thỉnh nguyện thư. Thứ hai, thu thập các chứng cứ về ơn lành, dấu lạ để chứng minh sức mạnh cầu bầu của cha Diệp. Như vậy, Trương Bửu Diệp Foundation là hội thiện nguyện, hoạt động vô vị lợi, còn gọi là non-profit. Mục tiêu duy nhất của hội là vinh danh cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay hội đang tiến hành vận động cho tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp với hai chương trình. Thứ nhất là góp chữ ký thỉnh nguyện thư xin tuyên thánh, và thứ hai là thu thập các chứng tích, chứng cứ về ơn lành do lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Tôn chỉ của hội là không tổ chức quyên góp hoặc gây quỹ từ cộng đồng. Thay vào đó, chúng tôi đón nhận sự tài trợ từ các doanh nghiệp, và đặc biệt là sự đóng góp thiện nguyện bằng công sức của tất cả mọi người để danh cha Trương Bửu Diệp lan rộng trên toàn thế giới, không phân biệt tôn giáo và lãnh thổ. Sau đây, xin nêu rõ vai trò của việc ký thỉnh nguyện thư trong việc xin tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp. Tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp đã nêu rõ, trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2013 tại Roma, Bộ Các Thánh sẽ xem xét chính thức tất cả các văn bản đã nhận được và bổ nhiệm một chuyên viên để nghiên cứu việc phong chân phước. Qua việc xem xét tất cả các văn bản và chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ để trình lên tòa thánh. Trong đó phải có hồ sơ chứng minh danh tiếng của cha Diệp và sức mạnh cầu bầu của cha. Được các Kitô hữu và những người khác nhận định như thế nào? Đây chính là lúc mà thỉnh nguyện thư với chữ ký của các giáo dân, lương dân trên toàn thế giới sẽ đóng vai trò quan trọng như là một bằng chứng hết sức mạnh mẽ và thuyết phục, để ban hội thẩm sử học của tòa thánh nhanh chóng xem xét việc phong chân phước và đệ trình lên Đức Giáo Hoàng. Như vậy có thể nói, mỗi thỉnh nguyện thư mà quý vị ký vào sẽ là một viên gạch xây nên tượng đài thánh cho cha Trương Bửu Diệp. Và mỗi ơn lành mà quý vị chia sẻ sẽ là minh chứng không thể chối cãi về sức mạnh cầu bầu của cha. Mục tiêu và tôn chỉ của hội đã rõ ràng. Như người xưa có câu, có thực mới vực được đạo. Vậy Trương Bửu Diệp Foundation làm gì để có kinh phí hoạt động? Để trả lời câu hỏi lý thú này, chúng tôi xin gửi lời cảm tạ đến các công ty sau đây: QA Real Estate, LT Printing, nhà hàng Sài Gòn Grill, Merchant Services, CD and Video Incorporation, công ty Louvieland và các doanh nghiệp khác đã vì lòng yêu mến cha Diệp mà giúp đỡ hội trong những bước đầu thành lập cho đến ngày nay. Quý vị cũng có thể giúp đỡ hội khi sử dụng các dịch vụ của các công ty nêu trên, hoặc khi đi siêu thị Sài Gòn City Marketplace. Xin quý vị đọc số 123. Siêu thị sẽ dành 5% trong lợi nhuận của mình để giúp đỡ cho những hoạt động của hội. Chị Bùi Thị Cúc, nhân chứng ơn lành mà quý vị đang nghe sự chia sẻ của chị từ đầu chương trình, có nhắc đến nhà nguyện nơi chị cầu nguyện và được ơn lành qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp. Kế bên cạnh văn phòng của hội, nhà nguyện này được hình thành theo sự gợi ý của Đức cha Tri Bửu Thiên, là giám mục địa phận Cần Thơ và là trưởng ban điều tra án phong thánh cha Trương Bửu Diệp. Qua việc gửi tặng các ảnh tượng cha Diệp cho hội, Đức cha ngỏ ý muốn cho mọi người mộ mến cha Diệp tại Hoa Kỳ vì bận rộn công việc không thể về Việt Nam thăm mộ cha, cũng có nơi để thăm viếng và cầu nguyện với cha Diệp. Do vậy, văn phòng của hội đã được làm phép thánh và chính thức khai trương vào ngày 31 tháng 3 năm 2012. Hiện đang được trưng bày các ảnh tượng đưa về từ Tắc Sậy.
Quý vị nào đã từng thăm viếng mộ cha Diệp tại Việt Nam sẽ thấy các ảnh tượng của cha Diệp thật quen thuộc vì đã từng được đặt ngay tại mộ ngài ở đó. Đặc biệt, nhà nguyện còn có các kỷ vật và thánh tích của cha Diệp như chén thánh cha Diệp, ghi dấu xúc xưởng từ năm 1913, được cha Diệp dùng trong thời gian ngài là cha sở họ đạo Cồn Phước. Kỷ vật này được ông Nguyễn Thanh Trào, là chủ tịch hội đồng giáo xứ Cồn Phước, người đang quản lý các di sản của nhà thờ, cho hội mượn trong một thời gian. Mảnh ván hòm và vụn hài cốt của cha Trương Bửu Diệp được lấy từ lần cải mộ cha lần thứ hai vào ngày 4 tháng 3 năm 2010 do cha Nguyễn Thanh Bình là cha sở nhà thờ Tắc Sậy biếu tặng hội, với mục đích cho mọi người đến thăm viếng nhà nguyện được chiêm ngắm và thấy gần gũi với cha Diệp hơn. Các kỷ vật này đang được đặt trân trọng tại nhà nguyện của Trương Bửu Diệp Foundation sau khi đã được cha linh hướng Đinh Ngọc Quế ban phép thánh trong buổi lễ tiếp nhận long trọng và sốt sắng vào ngày 12 tháng 5 2012 vừa qua. Thêm vào đó, ngày 21 tháng 6, tại văn phòng và nhà nguyện của hội đã tổ chức buổi lễ an vị bàn thờ gia tiên với hơn 100 năm tuổi, là kỷ vật mà cha Diệp đã để lại cho gia đình của ngài. Ông Nguyễn Thanh Tùng là cháu bên bà cô của cha Diệp, gọi cha Diệp là ông hai, đại diện cho bà con thân thuộc còn lại của cha Diệp, đã trao gửi cho hội với mục đích gợi nhớ cho mọi người thăm viếng về tấm gương hy sinh của vị mục tử nhân lành. Buổi lễ an vị đã diễn ra trong bầu không khí long trọng và trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền văn hóa dân tộc Việt Nam, với bài văn khấn thật cảm động được ban nghi lễ Hội Đền Hùng cố vấn thực hiện. Kính mời quý vị đến văn phòng chúng tôi không chỉ để ký thỉnh nguyện thư và chia sẻ ơn lành, mà còn thăm viếng và cầu nguyện với cha Diệp. Đối với quý vị ở xa hoặc các tiểu bang khác, cứ ý muốn ký thỉnh nguyện thư và chia sẻ ơn lành, xin gọi cho chúng tôi ở số toll free 1-855-355-3437 hoặc vào website www.truonbuodiep.org. Hội đang rất cần đến sự ủng hộ của quý đồng hương trên toàn nước Mỹ để có thể đạt được tối thiểu 100.000 chữ ký cho hồ sơ xin tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp. Mọi người ai cũng không có thể chối từ cái ngày hấp hối của mình và ngày ra đi của mình. Chúa có cho mình sức khỏe chữa lành và cha có qua tay cha chữa lành, rồi đây mình cũng sẽ ra đi, nhưng mà cái đức tin để làm vinh danh Chúa trên trần gian qua cha, hỡi những người đang đau khổ, những người bị tật, mặc dù mình có biết ngày mai như thế nào, nhưng cái đức tin cha Diệp qua tay Chúa cha làm nhãn tiền. Tôi thật sự tôi chỉ đến đây để xin đau đến để xin cha, nhưng không ngờ cái sự trong một ngày tích tắc, và ngày thứ hai cho ngày thứ ba hoàn toàn không còn một cái gì trong người. Tôi xin mọi người hãy cố gắng đến đây, mình cầu xin Chúa và cha và Đức Mẹ, vì là cầu bầu của mình, Chúa còn muốn để chạy đến cùng các thánh như cha biểu hiện ở đây, để mình cầu qua cha, để làm sáng danh Chúa và cha, để cho rồi đây xin Chúa thương đến trước khắp thế giới này, để nhận biết cha qua quyền năng của Chúa. Đức ông Phạm Quốc Tuấn, bên cạnh sứ vụ linh hướng cho Hội Trương Bửu Diệp Foundation, ngài còn có giọng hát thật ấm áp và truyền cảm. Cụ thể qua bài Lời Nguyện Dâng Cha, sau đây với phần phụ họa của hai thành viên trong ban cố vấn hội là bác sĩ Nguyễn Khắc Huy và ông Nguyễn Huynh Tròn. Lời kinh mà mọi người thường đọc khi đến với cha Diệp hiện đã được phổ thành bài hát. Lời nguyện dâng cha mà chúng tôi sẽ hát sau đây hy vọng sẽ làm lời khấn nguyện của chúng ta thêm mạnh mẽ trong niềm tin khi nhờ cha Trương Bửu Diệp cầu thay nguyện giúp cho những ước nguyện của mỗi người. Thank you.
Cha Phanxicô thương biểu diệp, vì mục tư nhân lành đã tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để rao giảng ơn cứu độ của Đấng Kitô cho muôn dân. Người đã liều mình hy sinh cho con chiên của người được bình yên. Người đã liều mình hy sinh vì tình yêu Đấng Kitô. Nay chúng con dâng lời nguyện này, nhờ Cha cầu thay nguyện du cùng Thiên Chúa toàn năng ban cho chúng con ơn lành cho mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con tin tưởng cậy trông và phó thác vào lời cầu bầu của Cha. Chúng con tin tưởng cậy trông và phó thác vào lời cầu bầu của Cha. Đã kết thúc chương trình truyền hình Cha Chương Bửu Diệp hôm nay. Trước khi chào tạm biệt quý vị, chúng tôi xin thông báo. Thánh lễ xin ơn chữa lành sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2012. Trân trọng kính mời. Bên cạnh chương trình truyền hình được phát trên toàn Hoa Kỳ qua làn sóng Galaxy 19 và Little Saigon TV vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 6:30 đến 7:00 tại California. Chúng tôi còn có chương trình phát thanh vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần vào lúc 11 đến 12 giờ khuya trên làn sóng FM 106.3. Kính mời quý vị đón nghe. Hiện nay đang có lời kêu gọi đóng góp gây quỹ cho một số nhà thờ nhân danh Cha Diệp, nên đã có nhiều quý vị hỏi chúng tôi về việc này. Vì vậy, chúng tôi xin được chính thức thông báo như sau. Tôn chỉ của Thương Bửu Diệp Foundation trong thời gian này là không tổ chức quyên góp hay gây quỹ từ cộng đồng. Do đó, những lời kêu gọi quyên góp gây quỹ hoàn toàn không do Thương Bửu Diệp Foundation tổ chức. Nếu quý vị có nhà ý muốn đóng góp cho các nhà thờ tại Việt Nam, xin liên lạc trực tiếp với các tổ chức này hoặc lấy địa chỉ để liên lạc trực tiếp với các cha sở đang phụ trách các nhà thờ đó tại Việt Nam ở văn phòng của chúng tôi. Chương trình Cha Chương Bửu Diệp xin tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình kỳ sau với phần phỏng vấn Cha Nguyễn Sang và nghe giọng hát của Cha trực tiếp thu âm tại phòng thu Chương Bửu Diệp Foundation. Cuối cùng, do chương trình được thực hiện bởi các anh chị em thiện nguyện, nên nếu có gì còn sơ sót, xin quý vị vui lòng góp ý để chương trình truyền hình của Cha Chương Bửu Diệp ngày một hoàn thiện hơn. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Chương Bửu Diệp, lạy Cha Chương Bửu Diệp.